Đợt nghỉ Tết Dương lịch năm 2024, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan nhà nước có đợt nghỉ kéo dài 3 ngày liên tục, từ ngày 30 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 1 tháng 1 năm 2024. Người dân đặc biệt quan tâm đón đợi thông tin về thời tiết Tết để có kế hoạch nghỉ lễ hợp lý. Thời tiết Tết Dương lịch thì có khả năng là tốt ở trên tất cả trên cả nước. Miền Bắc thì có thể là nó ấm hơn so với hiện tại bây giờ. Các cái tỉnh miền Trung và miền Nam thì chủ đạo là có thể kỳ là ngày nắng và đêm không mưa. Còn trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024, cán bộ, công chức và người lao động được nghỉ 7 ngày liên tục, từ ngày 29 tháng Chạp, tức ngày 8 tháng 2 năm 2024, đến ngày 5 tháng Giêng, tức ngày 14 tháng 2 năm 2024. Do thời hạn dự báo còn xa, nên đại diện cơ quan khí tượng đã đưa ra nhận định xu thế thời tiết trong dịp nghỉ lễ. Đối với Tết âm lịch, thì Tết âm lịch hiện tại đang nằm trong cái thời kỳ là cái mùa chính đông, và các ngày mà có mưa ẩm ấy, nó sẽ nhiều hơn so với cả trung bình nhiều năm. Khả năng cái giai đoạn thiệt hại thì phải đánh giá. Tuy nhiên thì cũng là cái mức của trung bình. Và cái lưu ý là trong những cái ngày mà Tết âm lịch ấy, thì có thể là xuất hiện một vài ngày mưa ẩm, chuyển sang cái trạng thái như là cái thời tiết điển hình của cái Tết âm lịch miền Bắc. Trong khi đấy thì các cái tỉnh miền Trung ấy, thì nó ở cái dạng là thời tiết ổn định. Miền Nam thì có khả năng xuất hiện cái nắng nóng vào cái thời kỳ này. Đại diện cơ quan khí tượng nhấn mạnh sẽ còn nhiều hình thế thời tiết khác có thể tác động, nên diễn biến thời tiết dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2024 còn cần theo dõi thêm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ cung cấp dữ liệu dự báo thời tiết Tết thời hạn gần để có cơ sở đánh giá chính xác hơn.